Rồi, như vậy thì mình sẽ làm việc với lại cái hàm if trong Excel nha. Chúng ta thấy là có giá trị logit test, tức là giá trị để so sánh, giá trị kiểm tra. Giá trị kiểm tra xem thử là đúng hay sai. Nếu như giá trị này, tham số này trả về kết quả là đúng thì kết quả của hàm if sẽ trả về cái chuỗi thứ nhất, cái biểu thức thứ nhất hoặc là giá trị thứ nhất. Còn nếu như ở cái giá trị so sánh này mà kết quả là sai thì hàm if nó sẽ lấy giá trị thứ hai là value if false. Được chưa? Đấy, như vậy cấu trúc của hàm if là như thế. Thì chúng ta sẽ xem thử là cái thứ nhất, phụ cấp gia đình. Nếu số con mà lớn hơn bằng 2 thì phụ cấp gia đình là 200 ngàn, còn ngược lại là 100 ngàn. Như vậy phụ cấp gia đình ở đây, muốn tính được phụ cấp gia đình thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Số con. Và ở đây nếu thì chắc chắn là chúng ta phải dùng if. Nếu điều kiện là số con, như vậy ở đây là đầu tiên là logical test thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị để so sánh. Vậy cái này chúng ta lấy gì để so sánh đây? E3. Nếu như số con mà lớn hơn hoặc bằng 2 thì nếu đúng như vậy thì phụ cấp là bao nhiêu? 200. Còn nếu sai, không phải là lớn hơn bằng 2 thì có thể là không, có thể là một, thì phụ cấp bao nhiêu nào? 100. Đấy, như vậy chúng ta thấy hàm if nó có ba đối số. Đối số thứ nhất là điều kiện để so sánh. Nếu điều kiện này đúng thì lấy giá trị đúng. Nếu điều kiện này mà sai thì lấy giá trị sai, giá trị thứ hai nhé. Rồi. Và chúng ta copy công thức xuống. Như vậy chúng ta có người này là hai con, người này ba con, hai con. Như vậy chúng ta đã sử dụng được cho hàm thứ nhất. Câu thứ hai, hưởng nếu như mã KT là A thì thưởng là 300 ngàn, mã KT là B thì thưởng 200, còn không thì thưởng 100. Như vậy thì chúng ta thấy có bao nhiêu giá trị ở đây? Ba giá trị. Mà hàm if của mình thì nó trả về mấy giá trị? Có hai à. Cho nên một hàm if không làm được câu này. Một hàm là không làm được nhé. Đấy, cho nên mình sẽ dùng đến hai hàm đối với lại cái phần thưởng. Như vậy bằng, và cái kiểm tra là gì? Mã KT là ô bao nhiêu? C3. Vậy chúng ta sẽ, nếu như C3 mà bằng, ở lúc nãy mình số 2 là số thì mình gõ trực tiếp, còn ở đây là chữ A chữ B thì chúng ta phải đưa vô giấy nháy kép chữ A. Nếu như C3 bằng A thì trả về cái gì? 300. Còn không thì làm gì tiếp nào? Nếu như không đúng là A thì nó là B hoặc C, đúng không nào? Còn lại hai trường hợp B hoặc C. Vậy ở đây mình trả về 200 hay là mình trả về cái gì? Nếu mình trả về 200 thì kết thúc công thức rồi, đúng không nào? Vậy 100 bỏ đâu? Cho nên chỗ này mình phải lồng thêm một cái hàm if nữa. Nếu như
cũng chính là C3 mà bằng cái gì? Bằng B thì trả về 200. Còn không thì nếu không bằng A mà không bằng B nữa thì có phải bằng C không? Bởi vì mình có ba giá trị để so sánh à. Mà đã không bằng A rồi, không bằng B rồi thì chắc chắn bằng C. Mà chắc chắn bằng C thì trả cho người ta bao nhiêu? 100. Đấy, một dấu đóng ngoặc của cái if thứ hai, một dấu đóng ngoặc cho cái if thứ nhất. Như vậy công thức của chúng ta, cái này chúng ta gọi là if lồng. If lồng vào vào if thì chúng ta có 300. Đấy, như vậy công thức của chúng ta là công thức như thế này. Các bạn sẽ xem lại công thức nha. Đây, if lồng if. Như vậy đối với hàm if thứ nhất cũng có ba đối số nè. Đối số thứ nhất là điều kiện. Đối số thứ hai là giá trị if true. Đối số thứ ba là cái nào nào? Là nguyên cái hàm if sau. Nếu như khen thưởng không phải là A thì có thể là B hoặc C. Mà B hoặc C thì nó lấy cái hàm này để nó tìm. Và khi đến đây thì nó lại được so sánh tiếp với B. Nếu B thì trả về 200, còn không phải thì nó trả về 100. Như vậy các bạn thấy là nó sẽ if lồng if ở đây. Câu 2 chúng ta làm xong. Câu 3, nếu mã nhân viên là trưởng phòng thì chức vụ là trưởng phòng, phó phòng, nhân viên 1, nhân viên 2. Cũng tương tự như vậy. Chỗ này người ta sắp xếp 1, 2, 3 là có ý của người ta. Với câu 3 các bạn thấy là có bao nhiêu giá trị cần phải trả về? 4 giá trị. Vậy mình có bao nhiêu hàm if? 3 hàm if lồng nhọc. Chú ý ha. Như vậy chức vụ của chúng ta sẽ bằng, bằng cái gì? Nếu mở ngoặc chức vụ là mã nhân viên ha, nếu như là trưởng phòng, trưởng phòng thì trả về kết quả là gì? Trưởng phòng, viết hoa luôn. Còn nếu không phải là TB thì mình làm gì tiếp? If tiếp. Nếu như mã nhân viên cũng chính là B3 luôn, bằng phó phòng thì trả về kết quả là, trả về kết quả là phó phòng. Tương tự như vậy mình sẽ làm gì nữa? If tứ, thứ ba, nếu như mã nhân viên bằng, bằng gì? Nhân viên 1, nhân viên 1 thì trả về kết quả là nhân viên 1. Và ở đây chúng ta có cần if nữa không nào? Nếu không phải TB, không phải BB, không phải NV1 thì chắc chắn là gì? NV2, bởi vì còn một giá trị cuối cùng là NV2. Mà đã là NV2 thì chúng ta chỉ cần trả về kết quả là gì? Nhân viên 2. Và bao nhiêu dấu ngoặc nào? Mấy cái if? 3 cái if thì có 3 dấu ngoặc. Được chưa? Như vậy chúng ta có trưởng phòng, nhân viên 1, nhân viên 2, phó phòng. Câu số 4. Câu số 4, mã nhân viên và mã nhân viên là trưởng phòng thì hệ số là 40, lương căn bản là 500. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Tính hệ số.
tính lương căn bản. Cái phần số 4 này nó sẽ giúp cho chúng ta tính cả hai. Giúp cho chúng ta tính cả hai. Như vậy trước tiên chúng ta có thể tính hệ số trước. Vậy thì cái này chúng ta dùng hai hàm if cho hai vị trí chứ không phải làm ghép lại nhé. Không có ghép được. Vậy chỗ này chúng ta sẽ có bằng nếu như mã nhân viên mà bằng gì? Trưởng phòng thì chỗ này sẽ trả về cái gì nè? Lương căn bản của trưởng phòng là bao nhiêu? 5.000. Có nằm trong dấu nháy kép không? Nó là số, không nằm trong dấu nháy kép. Và tương tự như vậy, nếu như mã nhân viên mà bằng phó phòng thì lương căn bản là 4.500. Còn không, nếu như mã nhân viên này mà bằng nhân viên 1 thì trả về kết quả là 3.000. Còn không là nếu ít nữa không? Mình có ít tiếp không? Hết rồi, còn giá trị cuối cùng là 2.000. Hết 1, 2, 3. 3 if thì chúng ta có 3 cái đóng ngoặc lại. Được chưa nào? Được không? Tương tự như vậy, chúng ta có hệ số. Nếu như trưởng phòng tức là mã nhân viên bằng trưởng phòng thì trả về hệ số là 40. Còn không, nếu nhân viên bằng phó phòng thì trả về kết quả là 35. Còn không, nếu như mã nhân viên mà bằng nhân viên 1 thì trả về kết quả là 25. Còn không, trả về kết quả là 10. Và chúng ta đã có hệ số. Và lương thì bằng phụ cấp gia đình cộng với thưởng cộng với lương căn bản nhân ngày công nhân hệ số. Chỗ này mở ngoặc cũng được, không cũng được, bởi vì nhân chia trước cộng trừ sau. Cho nên nó sẽ bằng là lương căn bản nhân với ngày công nhân với hệ số. Và chúng ta đã có được lương. Được chưa? Bây giờ những con số này chúng ta có thể cho nó hiển thị là có dấu phẩy vào. Nếu cần bạn có thể cho nó hiển thị theo cái dạng là gì? Cái này nếu mà mức lương là 500, ok, Việt Nam đồng đi ha. Accounting chúng ta cho là Việt Nam đồng đi. Đồng hoặc là Việt Nam đồng tùy chúng ta. Ok. Rồi, cho nó bỏ đi hai cái số 0 cuối cùng là không có dấu thập phân. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái bài của mình với các cái yêu cầu rất là cơ bản của hàm if. Như vậy chúng ta sẽ có cái bài tập tiếp theo cũng liên quan đến hàm if. Tí nữa thầy sẽ chuyển cho các bạn để các bạn làm thêm phần if của chúng ta.